Chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần tin chi tiết. Cho phép nhập máy bay thân rộng Boeing 787. Bất cập trong quy hoạch khu neo đậu tàu cá ở Quảng Bình. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ bác thời hạn về một thỏa thuận với Trung Quốc. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức cho phép các hãng hàng không nhập máy bay thân rộng Boeing nhằm hiện thực quá đường bay thẳng tới Mỹ. Với quyết định này, một số hãng hàng không đã nhanh chóng khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 tăng quy mô đội bay, thiết lập thêm nhiều đường bay tới châu Âu, châu Mỹ. Với quyết định này, dự kiến tháng 12 tới đây, Hãng hàng không tư nhân đầu tiên Bamboo Airways sẽ tiếp nhận máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner, mở màn cho loạt máy bay thân rộng sẽ liên tục gia nhập đội bay vào cuối năm nay. Sau khi nhận máy bay thân rộng, Bamboo Airways cũng sẽ hoàn thiện thủ tục xin chứng chỉ khai thác máy bay từ cơ quan chức năng Mỹ để sớm thiết lập đường bay thẳng, nhanh nhất là vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng tới Mỹ hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng đã đón chiếc Boeing 787 10 thứ ba trong tổng số 8 chiếc hãng tiếp nhận từ tháng 8 2019 đến tháng 3 2021. Theo đánh giá của Cục Hàng không, các đường bay dài qua Thái Bình Dương hiện có thể được khai thác bằng máy bay thân rộng 787, đặc biệt có thể bay thẳng đến Mỹ, không phải transit quá cảnh ở nước thứ ba. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu các trung tâm sát hạch lắp đặt Kết nối hệ thống camera giám sát trước ngày 25 tháng 12, 2019 Cụ thể, các trung tâm sát hạch và lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát tại phòng sát hạch lý thuyết và sân bài sát hạch dây Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25 tháng 12, 2019 theo hướng dẫn, đồng thời tổ chức lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết, dữ liệu giám sát sân sát hạch, kết quả giám sát lý thuyết, trong hình và trên đường theo quy định lắp đặt camera giám sát quá trình sát hạch lái xe trong hình các hàng ép và lưu trữ dữ liệu tại trung tâm sát hạch trong thời gian tối thiểu 2 năm. Cần tiếp tục bãi bỏ cải cách thực chất hơn nữa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động. Bởi thời gian qua, các quy định trong lĩnh vực này vẫn còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, đó là kiến nghị của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tại Hội thảo Điều kiện Kinh doanh và Quản lý Kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực lao động, một số vấn đề và yêu cầu cải cách. Theo đánh giá của những nghiên cứu nhà quản lý kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, quản lý và kiểm tra chuyên ngành của lĩnh vực lao động hiện dẫn chậm được cải cách, thậm chí có những văn bản mới được ban hành còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Cải cách điều kiện kinh doanh chủ yếu dưới hình thức giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy mô diện tích của cơ sở vật chất, nhưng ít cắt bỏ về điều kiện kinh doanh. Trong lĩnh vực lao động thông minh xã hội thì cũng có nhiều cái cái điều mà chúng tôi cho rằng cũng cần phải chỉ sửa hay là chẳng hạn như là cái thông tư 44 mà nhiều doanh nghiệp cho rằng là hiện nay có ấn định cái giá sàn hay giá tối thiểu của dịch vụ kiểm định. Cái này cũng cũng là một điều nó rất là lạ. Đáng ra nhà nước chỉ tập trung quản lý vào chất lượng thôi. À, dường như là Bộ Lao động Thương minh Xã hội mới đang già à, ở mức ban đầu. Chúng ta mới chỉ nhìn thấy là những cái gì mà mà nó, nó, nó nó rõ quá thì chúng ta cắt giảm đi nhưng chúng ta chưa thay đổi cái cách thức mà chúng ta quản lý à, đối với doanh nghiệp những cái rào cản lớn, những cái điều kiện kinh doanh gây khó cho doanh nghiệp thì vẫn còn tồn tại. Theo các chuyên gia, còn rất nhiều không gian để cải cách trong lĩnh vực lao động. Trong thời gian tới, có lẽ ngành lao động thương minh xã hội cần ra soát và nhận diện những bất cập trên thực tiễn thẳng thắn hơn và có những điều chỉnh. Việc cắt giảm, đơn giản quá các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an toàn lao động không có nghĩa là hy sinh chất lượng an toàn lao động, mà làm sao vẫn đảm bảo mục tiêu hiệu quả quản lý nhà nước mà giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Bản tin tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Dự báo xuất khẩu thủy sản năm nay khó đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ như dự kiến, nguyên nhân xuất khẩu cá tra tôm gặp khó khăn về giá thị trường. Trong năm 2019, xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Các nước nhập khẩu lập hàng rào kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước. Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu, yêu cầu phải tri xuất nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy gặp nhiều thách thức, nhưng theo Vasep, sang năm tới, xuất khẩu thủy sản sẽ ổn định hơn. Thuế chống bán phá giá tôm ở thị trường Mỹ chỉ còn thuế suất 0%, chắc chắn xuất khẩu tôm sang Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại. Theo nông dân Bình Thuận, hiện thanh long vào mùa nghịch vụ, tức là mùa trong đạn, chi phí đầu tư cao hơn hàng mùa. Cụ thể, để có một ký thanh long nghịch vụ, nông dân đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rồi tiền điện trong đèn, từ 10 đến 12.000 đồng một ký. Thế nhưng thời gian gần đây, giá thanh long thương lái thu mua tại vườn chỉ 6.000 đến 7.000 đồng một ký nên hầu hết đều thu lỗ. Việc thanh long bình thuận ở mức thấp là do thị trường Trung Quốc tiêu thụ chậm, điều này thể hiện các đơn đặt hàng thanh long tại các doanh nghiệp ít. Từ ngày 1 tháng 1 2020, các loại ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới, cao hơn hiện nay mới được cấp chứng nhận đăng kiểm để tham gia giao thông. Theo lộ trình này, sẽ có khoảng 1 triệu ô tô sẽ không thể đáp ứng yêu cầu, không thể tiếp tục tham gia giao thông. Hiện nay, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc kiểm tra khí thải ô tô đang lưu hành được thực hiện theo chu kỳ đăng kiểm phương tiện và kiểm tra trong trạng thái xe chạy chế độ không tải tiêu chuẩn khí thải hiện hành thấp hơn gần 1 phần 3 so với mức sắp áp dụng và đã áp dụng hơn 10 năm qua. Thưa quý vị, Quảng Bình là một trong những tỉnh có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên hiện nay, tỉnh lại chưa có khu neo đậu nào thiết kế cho tàu công suất lớn. Ngay cả một số khu neo đậu mới được xây dựng, nhưng lại chỉ dành cho tàu cá có công suất dưới 300 CV, khiến tàu cá của địa phương không thể về neo đậu trú tránh bão. Dự án khu neo đậu Nhật Đệ được xây dựng tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đố chỗ neo đậu, trú tránh bão cho 270 tàu thuyền có công suất từ 90 đến 300 CV. Năm 2016, khu neo đậu này đã đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động, rất nhiều tàu có công suất trên 300 CV cũng đã về đây neo đậu, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình những có cái chỗ nhưng mà lúc bào lúc đúa thì cũng khó lắm. Mình phải chạy lên tới tên đến tên tế đi, mình lên em được. Ừ. Còn nói chung mà chỗ nếu mà giảm mà bào mà mình vô lúc được á, thì mình, ừ. anh em chứ không kể chứ nhà nếu mà gửi chó đâu là kể, chỉ còn xuất mấy chứ con sách mấy dương việc là mới vô đâu được được, được mấy thì cái đâu nữa đó. Có cái càng càng mà ấu thuyền này đâu thì quả đời cho ngư dân nhé. Đôi khi gió bão nó rồi lên xuống đó gần, ấy mà họ đờ chạy lên trên kia lúc vấp phải đá vậy càng càng á lên quả cũng hao là quả cũng hao là có mấy côn côn càng đó mấy được lên lúc là bị dứt ra là là bấp càng là là là, là đến khi mua mưa gió quỷ lục đối xuống là vấp nhiều rồi Ban quản lý cảng cá Quảng Bình hiện đang quản lý ba khu neo đậu với sức chứa gần 1.000 tàu cá, nhưng cũng chỉ dành cho tàu có công suất dưới 300 CV. Trên thực tế, tàu công suất lớn trên 300 CV và neo đậu chiếm từ 40 đến 50%, trong đó có nhiều tàu có công suất 800 CV. Đơn dịp vận hành dù biết trái quy định nhưng vẫn buộc phải cho các tàu này về neo đậu trú tránh bão. Trong quả tin là phát triển của đôi tàu của tỉnh Nha, là số lượng của tàu trên 300 CV là rất nhiều. Do đó là để trong mùa mưa bão thì tàu cả vào là neo đậu là có công suất là lớn nó đạt là công suất là sổ 70%. Tàu tin là 300 CV. Những năm gần đây, đội tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ của tỉnh Quảng Bình phát triển rất nhanh, đặc biệt là số lượng tàu cá công suất lớn trên 300 CV. Do đó, các quy hoạch trước đây đã nhanh chóng lạc hậu với thực tế, nhiều tàu cá công suất lớn phải vi phạm quy định, trong khi một số khu neo đậu dù mới xây dựng nhưng cũng không thể sửa quy hoạch với cái vị trí là tham mưu cho các ngành để đầu tư cho nó phù hợp với thực tế địa phương ấy. thì cũng đang tham mưu các văn bản, bản cho à, sở và cho tỉnh để làm việc với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn để điều chỉnh và kiến nghị để mà điều chỉnh cái quy hoạch 1976 cho nó phù hợp với các cái quy mô các cái tàu hiện tại cho nó à, để cho cái quy hoạch và cái thực tế các cái tàu thực tế của bà con nhân dân cho nó phù hợp với nhau nó đi đôi song hành để mà tránh các cái bất cập trong nghề việc là cái 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 công tác mà néo đậu cũng như là tạo điều kiện cho công tác quản lý. Xu thế hiện nay ngư dân đều đầu tư đóng tàu cá có công suất lớn, trang bị nhiều thiết bị hiện đại và liên kết thành tổ đội nhằm bám biển dài ngày hơn. Vì vậy việc xây dựng các khu neo đậu đảm bảo tiêu chuẩn cho các tàu neo đậu không chỉ giúp ngư dân bám biển mà còn góp phần gỡ thẻ vàng của Quỹ ban châu Âu đối với hải sản khai thác. Tình kinh tế tài chính thế giới, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Proster Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross tái khẳng định Mỹ không bắt buộc phải sớm đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc trong thời gian tới. Ông Wilbur Ross nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống Trump là nước Mỹ cần một thỏa thuận phù hợp. Dù là trong năm nay, cuối năm sau hay bất kỳ thời điểm nào, nó không quan trọng bằng việc đó là một thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ. Ông Wilbur Ross cũng là quan rằng thỏa thuận vẫn đang được đặt trên bàn đàm phán và giới đầu tư không cần lo ngại thỏa thuận bị trì quản sẽ là cú sốc cho thị trường. Hiện đã có nhiều dự báo về khả năng một đợt bán tháo mới nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch áp thuế hàng Trung Quốc vào ngày 15 tháng 12 tới. Bên cạnh Trung Quốc, những động thái mới đây của Mỹ như tuyên bố áp thuế thép với Argentina và Brazil hay tranh chấp với liên minh châu Âu EU cũng đang rất được chú ý. Tuy nhiên, ông Wilbur Ross cũng dẫn để ngỏ khả năng Mỹ tiếp tục áp thuế mặt hàng ô tô và linh kiện ô tô từ châu Âu, Nhật Bản. Đây có thể sẽ là vấn đề gây nhiều lo ngại cho thị trường trong thời gian tới, bất chấp những động thái trấn an từ phía chính phủ Mỹ. Trong phiên giao dịch chiều ngày 4 tháng 12, giá dầu châu Á đi lên trước thềm cuộc họp của các nhà sản xuất dầu mỏ, giới đồn đoán thỏa thuận các giảm sản lượng sẽ được gia hạn. Bên cạnh đó, số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, cũng hỗ trợ giá mặt hàng này. Vào lúc 14 giờ ngày 4 tháng 12 giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao dịch kỳ hạn tăng 44 xu Mỹ, 0,7% lên 61,26 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu chuẩn Tây Texas giao dịch kỳ hạn tăng 38 xu, 0,7% lên 56,48 đô la Mỹ một thùng tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, còn được gọi là OPEC dự kiến sẽ thông qua chương trình cắt giảm sản lượng dầu thô sâu hơn nữa trong tuần này. Phát biểu trước báo giới, ngày 3 tháng 12, Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Tamer Gatban cho hay một số thành viên chủ chốt đang ủng hộ kế hoạch cắt giảm sâu hơn sản lượng vàng đen. Thưa quý vị, giá thịt heo tại Trung Quốc đang trong chiều hướng đi xuống, giới việc giá giảm nhẹ trong cả tuần qua. Đây cũng là thông tin cuối trong bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh áp dụng các biện pháp để ổn định việc sản xuất thực phẩm này. Mặc dù giá thịt heo tại Trung Quốc trong ngày 2 tháng 12 đi lên, lần tăng đáng chú ý đầu tiên trong hơn một tháng. Nhìn chung, giá thịt heo tại thị trường này đang trong chiều hướng đi xuống, giới diệt giá giảm nhẹ trong cả tuần. Giá thịt heo tại Trung Quốc hiện không ổn định, nhưng giới phân tích cho rằng giá mặt hàng này có thể bắt đầu xu hướng tăng trở lại khi nhu cầu tăng trong suốt mùa đông cho đến thời điểm Tết Nguyên Đán vào cuối tháng 1 năm 2020, thời điểm mức tiêu thụ thường đạt đỉnh. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát Thanh và truyền hình Long Mang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.